Ok xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của mình và mình là Tony thì trước mắt các bạn đây là một web mà mình đã từng giới thiệu cho các bạn rồi cái web này là nó cập nhật thường xuyên các bạn có thể nhìn thấy đây là thậm chí là đến sắp mùa Noel thì tuyết nó vẫn còn rơi trên cái web này nữa cơ thì đối với cái web này mình đang đứng ở level 129 và đang tiến tới hướng tới là 100 level 130 thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn thử xem mỗi một web chạy lâu như vậy thì chúng ta có còn rút được tiền hay không Ok chúng ta cùng nhau đi xem nhé thì ở trên web này thì đợt trước mình đã từng giới thiệu cho các bạn rồi ở đây phần thông số các bạn nhìn này reference cũng không có gì đây mình cũng kích cũng tương đối là nhiều kiếm cũng là nhiều à, nè vào vào chơi mười p này đấy nè vào các kiểu thì cái này thì anh em cũng đơn giản thôi thì việc đầu tiên ấy ở trên cái web này nếu như bạn nào chưa biết ý, thì mình sẽ nói qua trước để cho anh em nào mà chưa biết chơi thì mình sẽ nói qua nhé đầu tiên các bạn kích vào phần ví này bạn đầu tiên là bạn trên đổi 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 hết ví dụ như là cái đồng này chưa có địa chỉ ví thì một số đồng nó mà chưa có địa chỉ ví thì các bạn nhớ là nay con này mình đổi rồi bia Beer... con đây thì nó sử dụng với cái thằng ví này nhá podcoin crycoin đây ví dụ thằng bia là mình chưa có địa chỉ ví mình sẽ thử với thằng bia coin nhé đây Đấy. Thứ... tiếp theo nữa là vì các bạn mới các bạn nhớ phải xem lại clip hướng dẫn cái cái hướng dẫn tạo ví của Forecast này thì link của nó sẽ được tổng quan mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới cho anh em để mà nắm vững cái ví này thì các bạn mới có thể kiếm tiền ở trên cái web này nhé thì phía khỏi đây mình sẽ đổi điền vào đây ok mình xếp lại đấy như thế này xếp thành công ok web dạo này mình thấy nó cũng tương đối nhanh nhanh hơn so với ngày xưa mặc dù quảng cáo bay vẫn vẫn là bay đấy các bạn đầu tiên là các bạn phải đổi hết tất cả ví này thực ra chúng ta chỉ quan tâm đến bitcoin, bitcoin cả rồi bitcoin đua, rồi bật lách coi, đại với eth hoặc là litecoin thôi, các bạn cũng không quá quan tâm gì đến mấy đồng lạ lạ như này đâu, mấy đồng lạ lạ như này thì cũng không còn quan tâm gì nhiều nhưng mà nó cũng có có ích đấy chứ không phải không có ích đâu. Ok thì đầu tiên chúng ta sẽ kiếm tiền thì ấn vào đây, nít mình sẽ đi qua một cái nữa. Ví dụ như mình sẽ clan đó coi đi, mà đó không biết còn không đây mình đang có 63 dog này thì bị ấn vào đây này tôi clan này Đấy. đợi một chút cắp tra thì ra hả đây lệch đợi một chút, chút. Đây là một cái dạng như chúng ta xem uh, short link sau đó thì nó sẽ trả lại cho chúng ta một chút phần thưởng. Thì cái việc này các bạn lên mở thêm ra một cái tab nữa và để giữ do cái tab cũ, sau đó mở thêm một cái tab nữa. Cái này thì thường những cái con này ấy, thường này dành cho các bạn mới chơi thôi. Các bạn ấy chưa có coi thì các bạn cần chơi để mà kiếm coi vì nó miễn phí để có những cái đồng coi đầu tiên để cho chúng ta cày kéo thì chúng ta một là chính là để cho các bạn luyện tập kiếm ở trên những web miễn phí thì nó sẽ kiếm như thế nào thực ra mình trong thời điểm hiện tại mình cũng không muốn giới thiệu cho các bạn những cái quét này quá nhiều bởi vì cái giá của tất cả các đồng coi đang là đi xuống các bạn đều biết là giá đi xuống mà kiếm miễn phí thì nó vẫn thế nó cũng không cho bạn nhiều hơn giá thì vẫn xuống mà cái quá trình kiếm miễn phí thì nó vẫn thế nó cũng không cho các bạn quá nhiều hơn như ngày xưa ấy, giá đây các bạn nhìn này, cộng đó này đấy thì như ngày xưa ấy, thì giá nó không cao nhưng mà nó kiếm miễn phí nó cho bạn nhiều hơn thì nó lại không tính nói làm gì ok thì phần này phần ích trên lưu ý phần này là cái phần này mình cũng sẽ nói lại phần này bạn có thể bán cái đồng ví dụ như là bạn chọn bitcoin bạn nhưng mà cái này quan trọng nhất bởi vì cái cái này mình sẽ đá qua ngày trước mình đã nói rồi đó chính là khi ở trong cái này nó có ba lần nhất định trong trường hợp là quét này nó có nạp thêm tiền thì không nói nhưng nếu như nó không nạp thêm tiền thì ví dụ như là bitcoin nó hết hết tiền các bạn sẽ không rút được ra được bằng bitcoin nữa thì lúc đấy thì bitcoin đua nó đang còn rất còn nhiều thì các bạn có thể bán bitcoin đi thành bitcoin đua để mà các bạn rút ra thành bitcoin đua nhưng mà bitcoin đua bitcoin đua này thì nó khi vào quay lại ví này thì các bạn vẫn muốn khi nó rút được tiền về cái ví này nhé khi đấy thì bạn vẫn muốn nó chuyển thành Bitcoin thì ở trong ví này nó có tính năng để cho các bạn bán cái thằng Bitcoin đua này Bitcoin này đấy chuyển thành thằng Bitcoin này đơn giản các bạn an tâm tất cả kể cả những cái đồng khác đồng lạ lạ nữa mấy cái đồng lạ lạ này ví dụ là đồng lạ lạ này mình sẽ bán thử cho các bạn xem mình sẽ bán nó thành uh, Dogecoin này màu để mình bán biến bán cái đồng này đi và mua cái đồng Dogecoin vào nhé để Dogecoin trên đấy đấy như vậy là thành công này đấy trên for này đấy thì đây mình sẽ đổi tiếp một con nữa mấy cái con đồng lại lại như bitcoin green này các bạn này không không cần này đấy thì các bạn chọn uh, dog coin cho mình vì tí nữa mình sẽ tiến hành rút đó ra cho anh em xem mà thì đây nhá đấy thì các bạn làm tương tự đấy ok đấy tiếp này cho các bạn uh, hình dung dễ hiểu black coin chẳng hạn đấy thằng này mình cũng không ấy cái đồng tại sao lại còn mình có những cái đồng này Bởi vì khi mình clan, clan Dock như các bạn nhìn thấy ấy, Thì nó sẽ mất cái dây đếm Mất cái khoảng Mình uh, uh, min, min, min không đủ ok thì đây lít Khi mà mình clan Dock Thì nó sẽ mình di xuống Dock đâu nhỉ Bây Giờ chắc này nói một lúc thì nó hết sớm rồi Nó 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 được ấy rồi nó sẽ có một khoảng dây để đếm cho các bạn. thì khi đếm đấy thì nếu như các bạn không làm thêm ấy, các bạn ngồi chờ sẽ mất rất nhiều thời gian. lúc đấy chúng ta sẽ Cran ở những cái độ đồng khác thì tiện thể nó cứ ấn liên tục, ấn liên tục, ấn liên tục các bạn cày liên tục thì nó sẽ kiếm nhanh hơn là so với việc các bạn chỉ cày ở một đồng. thế nhưng mà khi chúng ta đã cày được nhiều đồng nó có nhiều ấy rồi thì tự tưởng miner x coin này chẳng hạn đấy. ví dụ mình cày đồng miner x coin này mình sẽ bán cái đồng miner x coin này đi chẳng hạn. mình tìm nó nhé đây bọn ngoài lưới coi này mình bán này mình bán thành doc vì là hướng dẫn cơ bản mình nói rồi ở clip này mình chỉ hướng dẫn mẹo và xem này xem là còn rút được tiền hay không thế thôi ok bây giờ mình chuyển lit này theo mình ấn vào rút doc này Rút đo này đấy thì bây giờ mình sẽ xem cái bài lần của nó cái bài lần này có còn rất là nhiều 5.000 đó cơ thì bây giờ bạn follow cái này nhé ô à đây Đây, số này đây. Ok, tiến hành rút. Ok, thế này nó đã rút rồi. À, bây giờ mình sẽ xem có 55 docs đã về với mình chưa, Hãy ấn vào đây. View lại. Đây, các bạn nhìn thế này, 55 docs về luôn. Chứng tỏ là web vẫn còn hoạt động hoàn hảo, mọi thứ vẫn là ok. Ở đây thì cái refer bạn có thể kiếm được 25%, history riêng cái từ loa color các bạn có thể đổi màu tổng quan quét thì nó phương pháp nó có thế thôi là chính còn cái phần mắc kít này ở cái phần chợ này thì các bạn có thể bán ra theo kiểu là kiểu kiểu là nếu như bạn không muốn bán theo kiểu lập lập, lập luận cổ nói như, như nào nhỉ cái loại này lần Core này cái loại này thì nó để tăng XP kiểu kiểu như này cái cái sản phẩm sản phẩm dần <laughs> sản phẩm này thì các bạn có thể mua được cái giá này đây là ít này các bạn có thể mua để tìm hiểu thêm cái mấy cái sản phẩm vật, vật này nhưng kiểu dạng như là đầu tư thêm thôi để cái XP này nó tăng cái gì ba lần hai xp cha for clan của năm hoặc năm người sử dụng đây nó tăng xp cho hai là cái này mua để tăng tăng kinh nghiệm tăng kinh nghiệm được cái gì nhỉ thực ra mình cũng không chưa biết là tăng kinh nghiệm nó được cái gì đâu à khi tăng kinh nghiệm này bạn được boilers thêm 25, 80 phần trăm là tăng tăng được cái boilers này này à cái bi boilers level này mỗi level bạn sẽ cộng à càng lên lên cao thì các bạn clan càng ấy hơn các bạn được clan được càng nhiều hơn level càng cao này thì cái số mà bạn clan bạn kiếm lại nó sẽ càng cao hơn ô thế thì càng hay đúng không thì anh em có thể mua cái những cái sản phẩm này để mà tăng level lên để mà kiếm được nhiều hơn kiếm được nhiều tiền hơn nhé đây là red này, green blue à đây các bạn đổi những cái sản phẩm pin màu hồng thôi <laughs> các bạn có thể tham khảo bằng việc cách mua ở đấy ok thì cái phần tiếp theo nữa kiếm tiếp theo là phần miner phần đào thì cái phần này là sử dụng cpu của các bạn đào đào sau đó thì các bạn đào đây ấn ấn sang đây là đào đào ở đây là phần các bạn có thể chỉnh tốc độ của cpu bạn muốn nhanh thì đẩy nhanh muốn chậm thì đẩy chậm cái này thì mình cũng thực ra cũng không khuyến khích anh em về phần đào vì đào mình có rất nhiều quét để hướng dẫn cho các bạn đào đào mà đào bằng những web của Google rồi đào những web khác thì nói chung là nó nhiều không nhất thiết các bạn phải đào trên con này trên con này các bạn không các bạn muốn sử dụng cũng được nếu nhiều khi anh em muốn sử dụng để mà tiện về cho rút về thế này thế nọ thì mình không nói nhưng mà mình có giới thiệu nhiều cái option khác hơn nên ra mình cũng không đánh giá cao ở cái khoản đào này lắm để mà các bạn muốn đào thì đào chứ còn đào thì chúng ta phải cắm máy máy của bạn các bạn phải chạy thôi như đào kiểu bình thường lao động thôi nó cũng không có gì là đặc biệt cả nếu như nó có quá trình chạy auto thì mình auto thì treo mỗi tab ở đấy xong rồi nó tự động chuyển tiền về mà thế thì lại ngon hơn là việc đào như này đào sử dụng cpu như này thì cũng không là hay ho lắm ok thì đã tổng quan thì ở web nó chỉ có vậy thôi nó cũng không không có gì khó khăn cả anh em nhớ cày level cao cao lên để mà kiếm được nhiều tiền hơn à, cảm ơn các bạn này, nhớ đón xem các clip sau ok cảm ơn các bạn link web mình để phần mô tả nhé